Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thảo Ly cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Giữa các âu lo đảo chính và ám sát, Điện Cẩm Linh cho biết Vladimir Putin sẽ không tham dự tang lễ của Yevgeny Prigozhin. Hãng tin Fontanka ở St. Petersburg và một số phương tiện truyền thông khác cho biết chỉ huy lính đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin, có thể được an nghỉ tại nghĩa trang Serafimovskoye của thành phố, nơi được sử dụng làm nơi chôn cất các sĩ quan cao cấp trong quân đội. Hãng tin AP đưa tin, cảnh sát dày đặc bao vây nghĩa trang, nơi cha mẹ Putin cũng được chôn cất, nhưng không có lễ viếng nào được tổ chức ngay lập tức, và cảnh sát đã tăng cường tuần tra tại một số nghĩa trang khác của thành phố. Ủy ban điều tra Nga hôm Chủ nhật xác nhận Prigozhin nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay hôm thứ Tư tuần trước. Ủy ban cho biết trong một tuyên bố rằng sau khi khám nghiệm pháp y, tất cả 10 thi thể được tìm thấy tại hiện trường đã được xác định danh tính, và danh tính của họ khớp với bản kê khai. Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov hôm thứ Ba cho biết ông Putin không có kế hoạch tham dự lễ tang của thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin. Ông nói với các phóng viên rằng Điện Cẩm Linh không biết về việc sắp xếp tang lễ theo kế hoạch, và nói rằng đây là vấn đề của gia đình, theo Reuters. Điện Cẩm Linh phủ nhận việc giết chết nhà lãnh đạo Wagner, gọi những đánh giá của tình báo phương Tây về sự tham gia của Putin là hoàn toàn dối trá. Prigozhin đã từ chối giao lính đánh thuê của mình cho Bộ Quốc phòng Nga, bất chấp yêu cầu trực tiếp từ Putin trong cuộc họp tại Điện Cẩm Linh vào tháng 6. Cuộc nổi dậy vũ trang của ông vào tháng đó diễn ra vài ngày trước thời hạn buộc nhóm phải ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga. Một số blogger quân sự chê trách việc bố già mafia Putin không dám tham dự lễ tang của trùm Wagner Yevgeny Prigozhin, và cho rằng điều đó củng cố thêm những đồn đoán cho rằng Putin đã trực tiếp ra lệnh giết chết Prigozhin. Tuy nhiên, cũng có những blogger quân sự khác cho rằng việc Putin không tham dự là đúng trong bối cảnh có thể có các hành động bạo lực đáng tiếc giữa bầu khí sục sôi hiện nay. Nga triển khai đơn vị chiến đấu tốt nhất trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm ngăn chặn bước tiến của Ukraine. Ký giả Chris Jules của tờ Daily Mail có trụ sở ở London có bài tường trình nhan đề Russia deploys its best fighting unit to the front lines in desperate bid to hold Ukraine advance as counter-offensive achieves breakthrough. Nghĩa là Nga triển khai đơn vị chiến đấu tốt nhất của mình ra tiền tuyến trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm ngăn chặn bước tiến của Ukraine khi cuộc phản công đạt được bước đột phá. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Nga đã triển khai một trong những đơn vị chiến đấu tinh nhuệ nhất của mình ra tiền tuyến trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm ngăn chặn bước tiến của Ukraine. Trong khi cuộc phản công của Kyiv tiến triển chậm chạp kể từ khi được phát động vào đầu năm nay, Ukraine hôm thứ Hai báo cáo có bước đột phá khi cho biết quân đội của họ đã giải phóng khu định cư Robotin ở phía đông nam. Các lực lượng của nước này hiện đang cố gắng tiến sâu hơn về phía nam, có thể với mục tiêu cuối cùng là tới biển Azov để chia cắt cầu đất liền của Nga nối đất liền của quốc gia xâm lược với Crimea bị tạm chiếm. Cầu đất liền này nhằm cung cấp tuyến đường tiếp tế quan trọng cho Nga. Quân đội Ukraine tuần trước cho biết, lực lượng của họ đã treo quốc kỳ tại khu định cư chiến lược nhưng vẫn đang tiến hành các hoạt động dọn dẹp. Đáp lại, các báo cáo cho biết, Mạc Tư Khoa đã triển khai sư đoàn dù cận vệ số 76, thường được coi là đơn vị chiến đấu tốt nhất của Nga tới khu vực, với các đơn vị được phát hiện gần Robotin vào tuần trước. Trong bản cập nhật hàng ngày về tình hình ở Ukraine, Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ gọi tắt là ISW, một tổ chức có trụ sở tại Washington hôm thứ Bảy cho biết, họ đã thấy bằng chứng về việc tái triển khai các đơn vị của sư đoàn dù cận vệ Sơn Cước số 7 từ Kherson đến tiền tuyến ở tỉnh Zaporizhia và các đơn vị của sư đoàn 76 dù từ khu vực Kremina đến khu vực Robotin.
Điều này cho thấy các lực lượng Nga có thể đang sử dụng các đơn vị tương đối tinh nhuệ để củng cố các khu vực quan trọng của mặt trận. Hôm qua, ISW lập lại báo cáo về việc các đơn vị tinh nhuệ được tái triển khai, đồng thời nói thêm, các lực lượng Nga đã đầu tư một lượng đáng kể về trang thiết bị, công sức và nhân lực để chấn giữ hàng loạt vị trí phòng thủ mà lực lượng Ukraine hiện đang xâm nhập. ISW nói thêm, không rõ liệu các lực lượng Nga có giữ được những lợi thế mà họ đã nắm giữ hay không, nếu họ không thể cung cấp cùng mức nguồn lực và nhân sự cho các lớp phòng thủ tiếp theo này. Tuy nhiên, lớp phòng thủ tiếp theo của Nga rất có thể sẽ đặt ra những thách thức đáng kể cho bước tiến của Ukraine. Các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Ukraine dường như cho thấy các khí tài chiến tranh bị phá hủy của các đơn vị Nga thuộc các lữ đoàn dù cận vệ 234 và lữ đoàn dù 104. Cả hai đều thuộc sư đoàn dù cận vệ 76. Một số xe tăng và xe thiết giáp của các đơn vị này được tường trình là chiến lợi phẩm của quân Ukraine. Lữ đoàn dù cận vệ 234 của Nga được cho là đã tham gia vào vụ thảm sát Bucha, là vụ thảm sát hàng loạt thường dân Ukraine bởi binh lính Nga vào tháng 3 năm 2022. Báo cáo rộng rãi của Associated Press và các hãng tin khác đã phát hiện ra cách lữ đoàn dù cận vệ 234 thực hiện chiến dịch thanh lọc ở vùng ngoại ô Kyiv, bắt giữ, tra tấn và sát hại cư dân Ukraine. Các thành phần của sư đoàn dù cận vệ 76 đã chiến đấu ở Kremina trong vùng Luhansk, cách Robotin khoảng 250 dặm về phía đông bắc. Việc họ nhìn thấy xung quanh thị trấn phía nam cho thấy một số đã được di chuyển. Các báo cáo được đưa ra khi lực lượng Ukraine tin rằng họ đã chọc thủng tuyến phòng thủ khó khăn nhất của Nga ở phía nam và giờ đây họ sẽ bắt đầu tiến quân nhanh hơn, một chỉ huy dẫn quân vào Robotin cho biết vào tuần trước. Khu định cư này cách thị trấn tiền tuyến Orykhiv ở vùng Zaporizhia 6 dặm về phía nam, trên một con đường quan trọng hướng tới Tomak, một trung tâm đường bộ và đường sắt bị Nga tạm chiếm. Việc chiếm giữ Tomak sẽ là một cột mốc quan trọng khi quân đội Ukraine tiến về phía nam tới biển Azov trong một nỗ lực quân sự nhằm chia cắt các lực lượng Nga sau cuộc xâm lược toàn diện của Mạc Tư Khoa vào tháng 2 năm 2022. Các tướng lĩnh của Kyiv muốn tiếp cận thành phố Melitopol, cách Robotin khoảng 40 dặm về phía tây nam, để cắt cầu đất liền của Nga, một vùng lãnh thổ Ukraine hiện đang bị lực lượng Mạc Tư Khoa xâm lược, nối liền Nga với Crimea. Bán đảo Ukraine đã bị Vladimir Putin sáp nhập vào năm 2014. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia nói với đài truyền hình Ukraine rằng, quân của Kyiv bắt đầu phản công vào đầu tháng 6, hiện đang di chuyển về phía đông nam Robotin và phía nam Malatomaka gần đó. Thành công của Ukraine trong việc chiếm lại Robotin là điều mà Nga chưa xác nhận, diễn ra sau các báo cáo trên phương tiện truyền thông về cuộc họp trong tháng này giữa các chỉ huy quân sự cấp cao của NATO và tướng hàng đầu của Ukraine về việc thiết lập lại chiến lược quân sự của Ukraine. Lực lượng Ukraine cũng đang chiến đấu với quân đội Nga ở miền Đông và tiến độ phản công chậm hơn so với dự đoán rộng rãi vì họ gặp phải các bãi mìn và chiến hào rộng lớn của Nga. Malia mô tả tình hình chiến trường ở miền Đông là rất nóng trong tuần qua. Cô cho biết, quân đội Nga đang tập hợp lực lượng mới ở đó và tập hợp lại, và Mạc Tư Khoa đang nhắm đến việc triển khai lực lượng tốt nhất của mình ở đó. Cô nói, các lực lượng Ukraine đã tiếp tục tiến về phía nam Bakhmut, đề cập đến thành phố phía đông gần như bị tàn phá, đã bị quân đội Mạc Tư Khoa chiếm giữ hồi tháng 5, sau nhiều tháng giao tranh ác liệt, khiến hàng chục nghìn người thương vong. Giữa các tin đồn đảo chính và dị nghị rằng bố già mafia hết dám đi máy bay, Điện Cẩm Linh cho biết Putin sẽ có chuyến ra nước ngoài. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Putin leaving Russia for first time since Prigozhin's death, Kremlin says, nghĩa là Putin rời Nga lần đầu tiên kể từ cái chết của Prigozhin, Điện Cẩm Linh cho biết. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Theo truyền thông Nga, sau khi bị buộc phải hủy bỏ các kế hoạch du lịch vào đầu năm nay do lo ngại bị bắt vì lệnh truy nã tội ác chiến tranh của Tòa án Hình sự Quốc tế, gọi tắt là ICC,
ông Vladimir Putin được cho là sẽ rời Nga vào mùa thu này. Bất kỳ chuyến đi nào ông ta thực hiện đều sẽ là chuyến đi đầu tiên kể từ cái chết của nhà lãnh đạo tập đoàn Wagner, Yevgeny Prigozhin, người qua đời trong một vụ tai nạn máy bay vào ngày 23 tháng 8. Putin chỉ rời Nga một lần kể từ khi Tòa án Hình sự Quốc tế kết tội ông hồi tháng 3 về việc bắt cóc và chuyển giao trái phép trẻ em từ các khu vực bị tạm chiếm của Ukraine sang Liên bang Nga. Mạc Tư Khoa đã bác bỏ cáo buộc và khẳng định không công nhận thẩm quyền của ICC. Hãng thông tấn nhà nước TASS hôm thứ Hai cho biết, thư ký báo chí Điện Cẩm Linh, ông Dmitry Peskov đã nói với các phóng viên rằng ông Putin sẽ thực hiện một số chuyến đi quốc tế vào mùa thu này. Trả lời câu hỏi của phóng viên về các chuyến công du của Putin sau lệnh bắt giữ, Peskov nói, có những kế hoạch như vậy. Vào mùa thu, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn vào thời điểm thích hợp. Ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết về chính xác thời gian và địa điểm Putin có thể tới thăm. Ông giải thích, vì những lý do hiển nhiên, chúng tôi không muốn thông báo trước về điều này. Có khả năng ông Putin có thể tới Thổ Nhĩ Kỳ vì ông Peskov xác nhận rằng Tổng thống Nga và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ tổ chức một cuộc gặp. Cuộc gặp giữa hai tổng thống sẽ sớm diễn ra. Chúng tôi sẽ đưa ra thông báo chính thức vào thời điểm thích hợp, ông Peskov nói khi được hỏi về việc liệu hai người có gặp nhau ở Nga hay không và từ chối nêu rõ cuộc gặp sẽ diễn ra ở đâu. Peskov nói thêm, có một số thỏa thuận nhất định về thời điểm có thể đưa ra thông báo và chúng tôi sẵn sàng tuân thủ các thỏa thuận này. TASS cũng đưa tin một nhà ngoại giao giấu tên ở Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hai tổng thống có thể gặp nhau ở Sochi, một thành phố của Nga, vào ngày 4 tháng 9. Hiện chưa rõ quan chức này là người Nga hay người Thổ Nhĩ Kỳ. Một chuyến đi tiềm năng của Putin tới Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên NATO đã được đồn đoán từ đầu mùa hè này. Vào tháng 12 năm ngoái, ông đã đến thăm Belarus, một đồng minh thân cận của Điện Cẩm Linh, trong khi vào tháng 7, ông đã có chuyến thăm ngắn hạn tới Iran. Đầu tháng này, ông Putin đã hủy chuyến đi dự kiến tới Nam Phi và cử Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thay mặt ông tham dự cuộc họp BRICS tại Johannesburg từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 8. Lệnh bắt giữ của ICC đã được coi là lý do đằng sau quyết định của ông. Dù Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên NATO và lên án mạnh mẽ cuộc chiến của Putin ở Ukraine, Erdogan vẫn cố gắng đóng vai trò trung gian giữa Mạc Tư Khoa và Kyiv, đề nghị đàm phán các cuộc đàm phán hòa bình. Vào năm 2022, Erdogan đã làm trung gian cho các cuộc đàm phán để bảo đảm việc vận chuyển ngũ cốc một cách an toàn từ các cảng của Ukraine qua Hắc Hải. Nga đã rút khỏi kế hoạch vào ngày 17 tháng 7 năm nay. Thổ Nhĩ Kỳ cũng từ chối áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga, dù nước này đã cung cấp vũ khí cho Ukraine. Chuyến thăm tiềm năng tới Thổ Nhĩ Kỳ của Putin có thể sẽ làm phức tạp thêm mối quan hệ của nước này với Liên hiệp Âu Châu và Mỹ. Tuyên bố của phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov được đưa ra giữa các tin đồn đảo chính và dị nghị rằng bố già mafia Putin hết dám đi máy bay vì sợ sẽ bị bắn hạ như trùm Wagner Yevgeny Prigozhin. Zelensky gợi ý cuộc bầu cử ở Ukraine có thể diễn ra vào năm tới. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết có thể tổ chức bầu cử ở Ukraine vào năm tới như dự kiến, nhưng nước này sẽ cần hỗ trợ tài chính cho một công việc phức tạp như vậy trong thời chiến. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương, Zelensky lưu ý rằng Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc bầu cử trong Thế chiến thứ hai. Chúng ta đang bảo vệ nền dân chủ và đất đai của chúng ta. Đó là lý do tại sao mọi người đang nói chuyện về bầu cử. Có một quá trình chính trị, nó không thể bị cản trở. Với tình trạng thiết bị quân luật hiện nay ở Ukraine, việc bầu cử là không thể thực hiện được. Nhưng Zelensky nói, nếu các thành viên quốc hội của chúng tôi đã sẵn sàng, chúng tôi cần thay đổi bộ luật bầu cử. Chúng tôi nên làm điều đó nhanh chóng. Zelensky cho biết ông sẽ không lấy tiền mua vũ khí để chi cho việc tổ chức bầu cử và hy vọng Mỹ và Âu Châu sẽ hỗ trợ tài chính. Trong số những thách thức được Tổng thống Ukraine liệt kê, ông nói, chúng ta phải đưa các quan sát viên ra tiền tuyến để có thể có một cuộc bầu cử hợp pháp và dân chủ trước toàn thế giới. Cũng sẽ có vấn đề bảo đảm hàng triệu người Ukraine ở những nơi khác ở Âu Châu có thể bỏ phiếu.
Zelensky nhấn mạnh rằng, mọi người Ukraine phải có cơ hội bỏ phiếu. Chúng ta cần nó là sự lựa chọn của xã hội để nó không chia rẽ người dân của chúng ta, để quân đội có thể bỏ phiếu. Ngày nay, họ đang bảo vệ nền dân chủ và thật không công bằng nếu không cho họ cơ hội này vì chiến tranh, ông nói. Tôi không muốn chính quyền bị coi là những người đang khư khư nắm giữ quyền lực. Tôi không nắm giữ bất cứ điều gì. Tôi muốn tổ chức bầu cử. Tôi thích làm điều đó trong vòng một năm. Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ cho rằng lực lượng Ukraine xâm nhập được tiền tuyến này sẽ tiết lộ giai đoạn tiếp theo. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Ukraine Force Penetrating. This front line will reveal next phase, ISW. Nghĩa là Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ cho rằng lực lượng Ukraine xâm nhập được tiền tuyến này sẽ tiết lộ giai đoạn tiếp theo. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Một tổ chức nghiên cứu đánh giá rằng biến cố lực lượng Ukraine đột phá được các vị trí phòng thủ ở khu định cư Robotin ở phía đông nam sẽ tiết lộ giai đoạn tiếp theo về diễn biến của cuộc chiến trong cuộc phản công ở Kyiv. Một tổ chức nghiên cứu đánh giá ngay trước khi một quan chức Ukraine tuyên bố rằng thị trấn đã được giải phóng. Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết trong phân tích mới nhất về cuộc xung đột ở Ukraine hôm Chủ nhật rằng sự mơ hồ về các vị trí phòng thủ của Nga ở miền nam Ukraine có nghĩa là không rõ giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến sẽ diễn ra như thế nào. Tuy nhiên, việc vượt qua các vị trí phòng thủ này sẽ tiết lộ cuộc phản công có thể tiến triển ra sao. Kyiv đang tiến hành cuộc phản công 3 tháng để chiếm lại lãnh thổ bị Nga chiếm giữ và các quan chức Ukraine thừa nhận rằng nỗ lực giải phóng các vùng lãnh thổ của mình cho đến nay vẫn gặp nhiều khó khăn. ISW dẫn lời một binh sĩ Ukraine có khả năng hoạt động trong khu vực Robotin mô tả chi tiết các vị trí phòng thủ phức tạp của Nga. Chúng bao gồm một hệ thống hào và hầm thông nhau rải rác với các mương chống tăng và bãi mìn. Anh cho biết các lực lượng Ukraine đang nỗ lực rà phá những thứ này để tiến xa hơn. ISW cho biết các vị trí phòng thủ là kết quả của nhiều tháng chuẩn bị của Nga và lưu ý rằng ở giai đoạn này vẫn chưa rõ liệu chúng có được lực lượng Nga mở rộng xa hơn về phía nam hay không. Tổ chức nghiên cứu này đánh giá thành phần các vị trí phòng thủ của Nga ở miền nam Ukraine và sự mơ hồ về các lực lượng Nga điều động và trang bị tiếp tục khiến người ta không rõ giai đoạn chiến đấu tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga qua email để yêu cầu bình luận. Sáng thứ hai, vài giờ sau khi công bố đánh giá ISW, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia thông báo rằng lực lượng của Kyiv đã chiếm được Robotin và đang cố gắng tiến xa hơn. Robotin đã được giải phóng, cô nói trong buổi phát sóng quốc gia hôm thứ hai, Ukranska Pravda đưa tin. Ở phía nam, chúng ta đang tiến hành một cuộc tấn công. Đây là mặt trận tấn công chính của chúng ta. Ở các tỉnh Zaporizhia và Kherson, đối phương đang ở thế phòng thủ. Malia nói, quân của chúng tôi đang di chuyển về phía đông nam Robotin và phía nam Malatomaka. Cô nói thêm rằng, các lực lượng Ukraine cũng đã chiếm lại 1 km² xung quanh Bakhmut, một thành phố công nghiệp ở vùng Donetsk, nơi đã chứng kiến một số cuộc giao tranh khốc liệt nhất trong cuộc chiến. ISW cho biết, tầng phòng thủ tiếp theo của Nga rất có thể sẽ đặt ra những thách thức đáng kể cho bước tiến của Ukraine. Hệ thống radar rất kỳ lạ của Nga trị giá 200 triệu Mỹ Kim bị phá hủy ở Kherson. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Exotic Russian radar system worth 200 million destroyed in Himar strike, video. Nghĩa là video cho thấy hệ thống radar kỳ lạ của Nga trị giá 200 triệu Mỹ Kim bị phá hủy trong cuộc tấn công bằng hết IMARS. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ. Ukraine cho biết các lực lượng của mình đã phá hủy hệ thống radar ven biển Kryvyi mới tinh của Nga ở khu vực Kherson đang tranh chấp của nước này, nơi lực lượng của Kyiv đã đẩy lùi quân đội Mạc Tư Khoa trong gần 3 tháng.
Ukraine đã phá hủy trạm radar ven biển di động Fidelity tinh vi của Nga và hệ thống tác chiến điện tử bảo vệ trạm này, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết như trên, đồng thời cho biết thêm thành công trong việc săn lùng những con thú kỳ lạ. Các tài khoản tình báo nguồn mở và một blogger quân sự có ảnh hưởng cho rằng lực lượng Ukraine sử dụng hết IMARS hay hệ thống hỏa tiễn pháo binh cơ động cao trong cuộc tấn công. Newsweek không thể xác nhận điều này và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine để yêu cầu bình luận. Nga đang sử dụng hệ thống này để theo dõi các hoạt động trên bộ và trên biển của Ukraine, nhóm lực lượng phía nam của Kyiv cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Hai. Các chiến binh phía nam của Ukraine đã chia sẻ cùng một đoạn video cho thấy các cuộc tấn công vào thiết bị, sau đó là khói cuồn cuộn và lớp vỏ cháy rụi của nơi có vẻ là trạm radar Fridely. Nhóm lực lượng phía nam cho biết thêm, bất chấp hệ thống tác chiến điện tử Fridely và hệ thống radar che chắn Lia 2, không có gì có thể che giấu được chúng tôi trên lãnh thổ của chúng tôi. Quân đội cho biết như trên, binh lính của chúng tôi đã phá hủy hoàn toàn công trình phát triển độc đáo trị giá 200 triệu đô la Mỹ. Điện Cẩm Linh đã sáp nhập vùng Kherson phía nam Ukraine, cùng với Zaporizhia, Donetsk và Luhansk vào lãnh thổ Nga, mặc dù điều này không được quốc tế công nhận, và Ukraine đã tuyên bố sẽ giành lại toàn quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ này. Sáng thứ Ba, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết Nga đã tiến hành các cuộc không kích vào các khu định cư ở Kherson và pháo kích vào một số thị trấn trong 24 giờ trước đó. Ngày hôm trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã tiêu diệt tới 35 binh sĩ Ukraine dọc tuyến giao tranh ở Kherson, đồng thời tiêu diệt 3 phương tiện và 2 khẩu pháo. Newsweek không thể xác minh độc lập các báo cáo chiến trường. Cuộc phản công của Ukraine, được phát động vào đầu tháng 6, đã dần dần giành lại lãnh thổ bị Nga tạm chiếm ở miền Nam và miền Đông Ukraine, và các cuộc giao tranh đặc biệt ác liệt dọc theo chiến tuyến Donetsk và Zaporizhia. Hôm thứ Hai, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, Hanna Malia, cho biết các lực lượng Nga vẫn đang cố gắng tiến lên theo nhiều hướng, bao gồm cả gần thành phố Bakhmut của Donetsk bị tàn phá, nơi đã chứng kiến một số cuộc đụng độ ác liệt nhất trong cuộc chiến mà Mạc Tư Khoa tuyên bố chiếm được vào giữa tháng 5. Malia cho biết, giao tranh ác liệt đang diễn ra ở khắp mọi nơi, đồng thời cho biết thêm Nga đang ở thế phòng thủ trên khắp các khu vực Zaporizhia và Kherson ở miền nam Ukraine. Viện Nghiên cứu Chiến tranh, gọi tắt là ISW, có trụ sở tại Washington cho biết trong đánh giá mới nhất rằng Mạc Tư Khoa tiếp tục sử dụng lực lượng không quân tương đối tinh nhuệ của Nga bằng cách đưa lực lượng này chống lại các cuộc phản công của Ukraine và bảo vệ các vị trí dễ bị tổn thương. Thủ tướng Tiệp cho biết, chủ nghĩa đế quốc Nga khiến chúng tôi lo lắng. Ký giả Laura Hunsaman của tờ Politico có trụ sở ở Washington DC có bài tường trình nhan đề Czech Prime Minister, Russian Imperialism makes us nervous, nghĩa là Thủ tướng Tiệp cho biết, chủ nghĩa đế quốc Nga khiến chúng tôi lo lắng. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Thủ tướng Tiệp Pierre Fiala đưa ra cảnh báo hôm thứ Hai về mối đe dọa lớn từ chính sách đối thoại của đế quốc Nga. Ông nói, hậu quả của hành động gây hấn của Nga là rất đa dạng và ở một mức độ nhất định. Chúng cũng ảnh hưởng đến sự lo lắng mà chúng tôi cảm thấy ở đất nước mình. Cơ hội để giải quyết nhanh chóng cuộc xung đột hóa ra là rất nhỏ và ngày càng nhỏ đi. Ông đưa ra lập trường trên khi đề cập đến cuộc tấn công dữ dội đang diễn ra của Điện Cẩm Linh ở Ukraine. Fiala nói với các đại sứ rằng, không chỉ Nga đặt ra mối đe dọa lớn đối với Cộng hòa Tiệp, mà còn cần thận trọng đối với Trung Quốc. Quốc gia đã theo dõi cuộc chiến của Điện Cẩm Linh chống lại Ukraine để sử dụng cho lợi ích riêng của mình. Ông cũng nói rằng, cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine có thể dẫn đến bế tắc và xung đột đóng băng. Ông nói, hợp tác chính trị với các đồng minh chiến lược như NATO và Liên hiệp Âu Châu là điều cần thiết, cũng như việc tiếp tục viện trợ quân sự và dân sự cho Kyiv, cũng như các kế hoạch tái thiết Ukraine sau chiến tranh cũng rất quan trọng. Trong 3 ngày tới, các đại sứ Tiệp, Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao sẽ thảo luận về các vấn đề liên quan đến chính sách an ninh, kinh tế và đối ngoại, cuộc chiến ở Ukraine và các chủ đề của Liên hiệp Âu Châu.
trước khi cơ quan pháp y Nga xác nhận Yevgeny Prigozhin thiệt mạng, tại sao Putin đã xác nhận và chia buồn với gia đình? Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh đánh thuê khét tiếng người Nga, được tường trình là có mặt trên chiếc máy bay bị rơi hôm thứ Tư, đã được chính quyền các cơ quan điều tra chính thức xác nhận đã chết. Trên các mạng xã hội, nhiều người tỏ ra thắc mắc tại sao Tổng thống Putin đã sớm xác nhận và chia buồn với gia đình ngay cả trước khi có kết quả DNA của pháp y. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm đã đưa ra những bình luận đầu tiên về cái chết được tường trình của lãnh đạo tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin trong một vụ tai nạn máy bay. Tôi đã biết Prigozhin từ rất lâu, kể từ đầu những năm 1990. Anh là một người đàn ông có số phận không hề dễ dàng. Anh ta đã phạm một số sai lầm nghiêm trọng trong cuộc đời, nhưng anh ta cũng đạt được những kết quả cần thiết cho cả bản thân anh ta và cho sự nghiệp chung khi được tôi yêu cầu. Ông Putin nói theo hãng thông tấn TASS do Điện Cẩm Linh kiểm soát. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ gọi tắt là ISW, Putin chính là người đã ra lệnh giết trùm Wagner vì Prigozhin có thể vi phạm các điều kiện trong quyết định của Điện Cẩm Linh hủy bỏ cáo buộc chống lại anh ta vì cuộc nổi dậy thất bại. Các blogger quân sự Nga nhận định rằng Putin tuyên bố trước cả kết quả pháp y để úp mở cho thấy ông ta có dính líu trong vụ này và gửi đi một thông điệp răn đe, phản bội nghĩa là chết. Cách thức ám sát Prigozhin cũng tiêu biểu cho cách hành động của ông Putin. Ông ta giết người rất là cầu kỳ. Thay vì đơn giản là bắn nạn nhân một phát súng, các tay sát thủ của bố già mafia xô họ xuống cửa sổ để sọ chết. Prigozhin đã rớt từ trên cao 28.000 feet xuống đất. Giáo sư Anthony Cleese, chuyên gia tình báo của Đại học Buckingham, nói với The Sun Online rằng kẻ tâm thần tàn bạo Putin muốn Prigozhin và nhóm của ông ta phải chịu đựng nỗi kinh hoàng vì phương pháp này có thể gây ra những cái chết khủng khiếp. Máy bay không tan rã ngay lập tức. Hành khách trên máy bay có vài phút để nhận thức được mình đang rơi xuống đất. Ông nói, Putin hay giễu cợt, đa nghi và cũng là một kẻ tâm thần. Anh ta sẽ tự nhủ, Prigozhin muốn đi máy bay, tao sẽ cho mày đi một chuyến mà mày sẽ không bao giờ quên. Một chuyến đi cuối cùng nhé. Ủy ban điều tra Nga hôm Chủ nhật xác định rằng thi thể của tất cả 10 hành khách có tên trên máy bay đã được tìm thấy trong ống đổ nát. Một số thông tin cơ bản cho thấy vụ tai nạn xảy ra 2 tháng sau cuộc nổi dậy ngắn ngủi của Prigozhin chống lại cơ sở quân sự Nga. Cuộc nổi dậy là thách thức lớn nhất đối với quyền lực của nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin trong hơn 2 thập kỷ cầm quyền. Cuộc nổi dậy của Prigozhin kết thúc chỉ kéo dài vài giờ nhờ một thỏa thuận do Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, một đồng minh của Putin, đàm phán. Lukashenko cho biết ông đã thuyết phục người đồng cấp Nga hủy diệt Wagner và thuyết phục ông này cho phép Prigozhin rời Nga đến Belarus để chấm dứt tình trạng bế tắc. Cuộc binh biến đã khiến một số người ở phương Tây, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Joe Biden, cho rằng Điện Cẩm Linh có thể đứng sau vụ tai nạn. Phát ngôn nhân của Putin, Dmitry Peskov, gọi đó là sự dối trá tuyệt đối. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn, và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.